Em xin chào bà con chăn nuôi nhá. Bên công ty Lộc Phát bên em giới thiệu cho các bác một dòng thuốc để cải thiện khắc phục cho cái con heo đực. Dòng thuốc Bro Biomax. Mỗi túi này là 0,5 kg nhá. Đấy, hàng nội bộ của công ty, cải thiện chất lượng tinh của con đực, chết tinh, tinh yếu hoặc thưa tinh. Đấy. Các bác cho ăn một túi này là tuyệt vời luôn, chất lượng tinh cải thiện rõ rệt luôn. Hàng của nội bộ công ty cho nên là các bác nào có đặt hàng đấy, thì một túi này là ship 30.000. Còn hai túi thì miễn ship toàn quốc nha. Hàng không đúng chất lượng, bên em hoàn lại tiền cho các bác. Rất tuyệt vời. Các bác nhớ đăng ký kênh để được những cái dòng thuốc tốt và con giống tốt nhất ở bên em. Vâng, xin chào các bác nha.